Xin chào mọi người, đây sẽ là kênh chúng ta bàn về kiến thức, kinh nghiệm cũng như những trải nghiệm mùi hương khi sử dụng tinh dầu Dubai và nước hoa. Xuất phát từ câu hỏi của rất nhiều bạn đang băn khoăn không biết lựa chọn mùi nào giữa một rừng mùi hương tinh dầu Dubai, chất lượng thật giả và người tư vấn tốt xấu lẫn lộn. Bạn đã từng xuống tiền mua luôn vài chai nước hoa nhưng cảm thấy không hề thơm như lời quảng cáo của người bán, để rồi sau đó cảm thấy hậm hực trong lòng. Vâng, mình cũng đã từng bị giống như bạn. Chính bản thân mình từ những ngày đầu khi sử dụng sản phẩm này cũng đã từng bị lừa mua phải hàng kém chất lượng. Và nếu mà ở trường hợp nhẹ hơn thì mình cũng đã từng gặp phải những cái người bán không có kiến thức về sản phẩm và tư vấn mùi rất lung tung, khiến mình mua phải những cái mùi không thích nên không thể dục được, đành phải bỏ phí. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách để chọn được một chai tinh dầu Dubai mùi thơm nhất. Nói về việc chọn được mùi hương nước hoa hay tinh dầu Dubai thì chúng ta cần hiểu là một mùi hương có thể người này rất thích nhưng người kia lại rất ghét. Chuyện đó rất là bình thường, cũng giống như là ăn một món nào đó có thể người này rất thích nhưng người khác lại không thể ăn nổi vậy đó. Cho nên mùi hương thơm nhất phải hiểu là mùi hương phù hợp nhất với chính người sử dụng nó. Vì vậy, tuyệt đối đừng bao giờ mua bất kỳ chai tinh dầu Dubai nào cho đến khi bạn xem hết video này nhé. Vâng, nếu bạn đã từng dùng rất nhiều nước hoa thì bạn sẽ khá dễ dàng tìm được mùi phù hợp cho mình. Bạn sẽ dễ dàng mô tả được cho người bán hiểu mình phù hợp với loại nào. Tuy nhiên đó là khi bạn tìm được người bán đủ kiến thức cơ. Và nhưng mà khi mà bạn rất ít hoặc chưa bao giờ dùng hay trải nghiệm qua một chai nước hoa nào cả thì sẽ khá là khó đấy. Tuy nhiên, bạn chỉ cần thực hiện được đúng 4 bước sau, mình chắc chắn bạn sẽ tìm được một chai phù hợp cho bản thân. Mà tinh dầu thì khi phù hợp thì lúc đó nó đã là thơm rồi ạ. Bước 1, tự hiểu rõ bản thân. Bắt đầu bằng việc mình thích hương thơm như thế nào. Dù bạn chưa bao giờ dùng nước hoa luôn, nhưng chắc chắn bạn vẫn dùng sữa tắm nè, dầu gội hoặc sữa dưỡng thể hàng ngày. Và bạn sẽ biết là mình thích cái kiểu hương thanh mát hay là nồng đậm, sang trọng hay gần gũi v.v. Rồi khi mà bạn dùng tinh dầu trong hoàn cảnh nào, ví dụ bạn muốn tìm một chai để dùng khi đi làm hàng ngày, vậy thì hương thơm cần phải thanh lịch nhẹ nhàng đúng không ạ? Chúng ta cũng đâu có muốn làm phiền những cái người xung quanh đâu. Hoặc nếu bạn không thích dùng khi đi làm nhưng chỉ muốn mua một chai thật đặc biệt để dùng để đi tiệc hoặc đi sự kiện thôi. Sau khi đã xác định được nhu cầu bản thân mua cho hoàn cảnh nào và kiểu hương mà mình yêu thích, bạn cần phải lưu ý thêm một điều cực kỳ quan trọng, đó chính là mùi hương của cơ thể. Nếu như may mắn sở hữu được một cơ thể có mùi nhẹ hoặc không mùi thì quá tốt. Bạn an tâm là khi sử dụng bất kỳ mùi nào, tinh dầu hay nước hoa thì đều sẽ rất là dậy hương trên cơ thể của bạn. Nên đối với những người có mùi hương cơ thể càng nhẹ thì mùi hương càng dễ lên. Nếu bạn có mùi cơ thể nặng, hãy thông báo cho người tư vấn biết. Vì nếu như mà mùi cơ thể nặng và lại sử dụng cái mùi nhẹ hơn thì chắc chắn là hương sẽ khó mà lên được, thì khi đó bạn mua sẽ chỉ phí tiền. Sau khi xác định được rõ ràng nhu cầu của bản thân thì chúng ta sẽ bước qua bước tiếp theo. Bước 2, tìm hiểu về sản phẩm. Tinh dầu nước hoa gồm tinh dầu mùi hương và nước tinh khiết. Dòng sản phẩm này có thể chứa 100% từ nhân tạo hoặc 100% tự nhiên. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm tinh dầu hiện tại trên thị trường Việt Nam là dòng sản phẩm phổ thông, nên đều là những hợp chất tạo mùi nhân tạo. Chính vì thế nên hãy lựa chọn những nơi bán hàng chuyên nghiệp để tránh mua phải những sản phẩm không phù hợp. Và nếu như da bạn quá nhạy cảm, hãy thử trước khi mua. Nếu như bạn bị viêm xoang, cũng hãy dùng thử trước khi mua. Độ lưu hương của tinh dầu chỉ dài hơn nước hoa một chút, chứ không phải là thần thánh mà dùng một giọt bạn thơm được đến một tuần hoặc một tháng đâu. Thậm chí có những chai tinh dầu nhóm cam chanh có độ lưu hương cực kém do tính chất bay hơi nhanh của nhóm này. Và mình đã có một cái đoạn video rất là rõ ràng về cái sản phẩm tinh dầu. Bạn có thể comment hoặc inbox để mình gửi cho bạn nhé. Ngay khi bạn hiểu được sản phẩm một cách rõ ràng thì chúng ta sẽ bước tới bước tiếp theo. Bước 3, lựa chọn người bán. Để chọn được một người bán có kinh nghiệm và đủ chuyên nghiệp để giúp chúng ta lựa chọn được sản phẩm phù hợp, hợp với túi tiền nè, mùi hương cũng phù hợp, thì bạn nên hỏi. Hãy hỏi người bán thật nhiều. Đây cũng là phép thử để biết người bán có đủ kiến thức để trả lời hết cho các bạn hay không. Ở bước này thì mình nghĩ phần đa là các bạn đều không làm. Mà nếu như các bạn làm thì các bạn chỉ thường hỏi về giá thôi. Các bạn mong muốn là mua với giá rẻ nè, chất lượng phục vụ tốt nhất mà sản phẩm lại tốt nhất. Xin thưa thật lòng với các bạn là chuyện đó hoàn toàn không có đâu ạ.
Nên thường á, những cái khách hàng nào mà chuyên đi săn những cái sản phẩm giá rẻ nhất và lựa chọn người bán bằng giá bán á, thì thông thường những người đó lại là những người mua phải những sản phẩm kém chất lượng, thậm chí là hàng giả, hàng nhái. Vì một điều rất thông thường, tiền nào của nấy. Sau khi bạn đã hiểu rõ mình muốn gì, biết kỹ về sản phẩm, đã có cảm tình với một người bán hàng uy tín, nhưng bạn vẫn chưa thấy an toàn vì bản thân mình quá kén mùi hoặc đã từng mua phải hàng không chất lượng, thì chúng ta đến bước tiếp theo. Dùng thử sản phẩm. Để đảm bảo bản thân mua được sản phẩm phù hợp, hãy mua thử chai nhỏ trước khi xuống tiền mua chai lớn nhé. Trên đây là tổng hợp 4 bước đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân mình qua nhiều năm mà mình tin chắc chắn nếu bạn thực hiện sẽ không bao giờ mua lầm được. Và hãy nhớ một điều cực kỳ quan trọng, mùi hương trên thế giới này rất nhiều, đừng bó buộc mình chỉ trong một mùi hương nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu bạn muốn biết thêm những thông tin nào, hãy comment hoặc inbox cho mình nhé. Nhấn theo dõi để đừng bỏ lỡ những video bổ ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.